mang theo từng mảng vầng sáng chói lóa. Bên trong chiến cờ đã vang lên trên những tiếng cảnh báo dồn dập. Khí huyết ở trong cơ thể của Lam Huyền Vũ dâng lên, kim văn làm ngân thảo vùng tứ tán, mấy chục nhánh kim văn làm ngân thảo cấp tốc dán quanh buồng lái. Huyết mạch chi lực của hắn không ngừng khuếch tán ra ngoài, mặc ngoài chiến cờ lại được tăng thêm một tầng bảo hộ. Lam Huyền Vũ lúc này toàn lực kéo mạnh cần điều khiển, chiến cờ không gian của hắn đang bắn tới phía chiến cờ địch lại đột nhiên ngửa đầu, cả chiến cờ lập tức phóng ngược lại lên phía trên một đường gấp 90 độ, tạo thành một động tác như rắn hổ mang vậy. Gia tốc di chuyển, quay đầu, toàn lực gia tốc bắn gập lên. Mấy động tác này hắn thực hiện như là nước chảy mây trôi, gần như tất cả đều được hoàn thành ở trong nháy mắt. Ngay lúc này, công kích từ trong chủ pháo của chiến cờ địch đã đến. Nếu nhìn từ đằng xa thì trông gần như chiến cờ không gian của Lam Huyền Vũ phóng ra từ trong vụ nổ đó. Uinh một tiếng, trong tiếng nổ vang kịch liệt, điều duy nhất chiến cờ yểm trợ địch có thể làm ra là toàn lực quay cuồng, nhưng mà người điều khiển nó lại không hề phát hiện ra một điều. Phía trên của mình có một khối thiên thạch khổng lồ, mà chiến cơ không gian của Lam Huyền Vũ lại gần như lướt sát qua khối thiên thạch mà xông lên phía trên. Chủ pháo đánh vào khối thiên thạch liền lổ tung, mạng lớn khối vụn thiên thạch hùng hăng mà trùng kích lên trên chiến cờ địch đang quay cuồng. Lực lượng trùng kích khổng lồ đó không chỉ là đánh vòng bảo hộ chấn động kịch liệt, cũng làm cho cả chiến cờ lập tức rơi vào trạng thái mất khống chế và văng ra. Đúng vào lúc này, một đạo hỏa lực bất chợt là giáng xuống từ trên trời, rắn hổ mang lộn ngược ra sau, chủ pháo bắn ra. Một chuỗi biến hóa này chỉ diễn ra ở trong vài chục lần hơi thở, dưới tình huống là miền phố bị hại trước chiến cơ đỉnh truy kích. Vậy mà hắn đã biến điều không thể thành có thể, quả thực đã đánh tan chiến cơ yểm trợ của địch nhân. Mà lúc này, chủ chiến cơ quân địch cũng đã lập tức phóng đến ở sát vụ nổ. Thêm việc thấy được một chuỗi thao tác kinh khủng của Lam Huyền Vũ lúc trước, chủ chiến cơ liền lập tức quay đầu bỏ chạy, hai chọi một mà vẫn bị đối phương đánh nổ một cái. Nếu còn một đối một thì hắn phải càng không có bất kỳ chút nắm chắc nào. Đây là chiến trường mô phỏng chứ không phải lừa đẻ liều mạng. Đồng đội đã bỏ mạng, lúc này phải bảo toàn bản thân mới là điều trọng yếu nhất. Gia đình cũng không biết một điều, lúc này Lam Huyền Vũ ngồi ở trong buồng lái đang thở hồng hộc từng hơi, đủ loại tiếng cảnh báo cũng vang lên ầm ĩ ở trong chiến cơ. Những thao tác vừa rồi của hắn làm đều là kỹ thuật cực hạn, dưới sự duy trì võ hồn của hắn, mặc dù chiến cơ không trực tiếp vỡ tan, nhưng mà cung đã tới sát giới hạn, làm gì còn chút lực lượng tái chiến nào nữa. Lúc trước Lam Huyền Vũ đã ôm tâm thái phải cho một tên chôn cùng mình, hắn thực sự không nghĩ rằng việc này hù chủ chiến cơ của đối phương sợ tới mức bỏ chạy mất dạng thế này. Lam Huyền Vũ một bên thở hổn hển, một bên nhấn xuống cái nút, hai chuôi nắm hình tròn lập tức là nhô lên, hắn vội vàng nắm lấy mà chậm rãi rót hồn lực bản thân vào trong đó. Chiến cơ không gian cũng đã là dùng hồn lực làm năng lượng cơ sở, hoàn toàn có thể dùng hồn lực để khôi phục lại vòng bảo hộ cùng việc hỗ trợ lực lượng chung kích. Mà sự tiêu hao lớn nhất của hắn lúc này là tại phương diện thân thể chịu lực lượng, hồn lực vẫn còn khá tốt, trước mắt thì ít nhất phải làm chiến cơ khôi phục lại toàn diện năng lượng chiến đấu điều khiển rồi nói. Huyết mạch chi lực ở trong người hắn phun trào, tốc độ khôi phục hồn lực tăng cao, dù sao thì hắn cũng là song sinh võ hồn, luận mức hồn lực cũng đã tiếp cận trình độ của một gã hồn sư cấp 30. Phá hủy hai chiếc chiến cơ, tài nghệ này cũng còn như là không tệ nhí. Lam Huyền Vũ lúc này nhịn không được có chút đắc ý. Chiến cơ yểm trợ, chiếm cơ yểm trợ, báo cáo phương vị, ta đã đánh tan chiến cơ yểm trợ của địch, chủ chiến cơ đã bỏ trốn. Giọng nói của gã trung liên lôi thôi cũng đã lập tức vang lên. Chủ chiến cơ xin chú ý, ta đang phóng tới hướng của người, thỉnh cầu trợ giúp. Nghe thấy chiến cơ yểm trợ nói đang phóng tới hướng mình, Lam Huyền Vũ lúc này không khỏi thở ra một hơi, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng thì hắn lại là không khỏi trợn to mà hai mắt. Trợ giúp, cái gì nữa vậy? Sau một khắc hắn liền hiểu ra vấn đề, tại sao chiến cơ yểm trợ lại nói mình thỉnh cầu trợ giúp, bởi vì đằng sau chiến cơ yểm trợ phe mình đang có tới mười mấy chiến cơ đuổi theo. Ánh mắt của Lam Huyền Vũ lập tức trở lên ngần ra. Cái gì thế này? Hắn đi chọc vào tổ ong bỏ vẽ hay sao? Sau đó hắn liền thấy chiến cơ yểm trợ phe mình tiến hành ra một chuỗi kỹ thuật làm cho người ta hoa cả mắt, dưới sự công kích của mười mấy chiến cơ địch mà vẫn có thể né tránh dễ dàng như cá bơi. Đúng là hoàn toàn không bị khóa mục tiêu, mà lúc này chiến cơ yểm trợ đang phóng tới đây với tốc độ cao nhất. Tại sao lại có thể như vậy? Ta không chờ nữa có được hay không đấy? Lam Huyền Vũ căn bản là không có nửa điểm lưỡng lự, lập tức khống chế chiến cơ không gian quay đầu chạy. Đây cũng không còn là đơn giản là đồng đội heo, mà đơn giản chính là mưu sát rồi. Trợ giúp hắn, đừng có đùa, tới đó là chết chắc.
Nhưng hiện tại làm hèn vua có muốn chạy cũng không dễ dàng, bởi vì hệ thống động lực vừa mới khôi phục lại được một chút. Sau khi chiến cơ không gian quay đầu, tên lửa đẩy mới chỉ là mở được một bộ phận, thì hắn đã thấy chiến cơ yểm trợ phe mình lướt vèo qua bên cạnh. Sau đó thì hắn chỉ thấy ánh sáng lửa đạn ngập trời. Làm hèn vua lúc này mang một bộ mặt xám xịt mà bước ra khỏi khoang thuyền mô phỏng. Hắn không thể nào không xám mặt thế này, vốn là muốn biểu hiện cho thật tốt. Giữa tình huống có thể chiến cơ yểm trợ, hắn hoàn toàn tin tưởng rằng mình sẽ có thể sinh tồn lâu hơn. Nhưng cuối cùng thì hắn chỉ là miễn cưỡng phá hủy được hai chiếc chiến cơ của địch. Sau đó tất cả liền kết thúc. Hắn thật sự là nòng đầy căm phẫn. Cho nên khi mà vừa liếc thấy gã trung liền lôi thôi, hắn liền không nhẫn được mà tức giận nói: "Tên phản bội, ngươi chính là tên phản bội, trên chiến trường ngươi làm yểm trợ cơ yểm trợ như thế đấy hả?" Gã trung liền lôi thôi thản nhiên nói: "Đúng rồi, chiến cơ khiêu khích mà." Làm miền vũ trợn tròn mắt hốc mồm. Gã trung niên lôi thôi kia làm sao một bộ dáng đương nhiên, chính ngươi không nhận định rõ ràng được vấn đề thì còn có thể trách ai, vốn dĩ ta đã là kẻ địch của ngươi, ngươi báo cáo phương vị cho ta, đã vậy còn ra lệnh cho ta, đó không phải muốn chết sao, chút trình độ vớ vẩn này mà còn muốn vào học viện xử lý khác, tranh thủ về tắm rửa mà nghỉ ngơi đi rồi nói. Ta làm hèn vũ lúc này đột nhiên cảm thấy gã lôi thôi trước mặt đã không chỉ là lôi thôi, hơn nữa còn hết sức hèn mọn, vô cùng hèn mọn. Lúc này thì hắn mới nhớ tới một vấn đề, đối phương là lão sư giám khảo đó, vậy mà vừa rồi mình nói cái gì ở trong hồn đạo thông tin. Làm hèn vũ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình mà nói một cách nghiêm túc: "Lão sư, ta sai rồi." Gã trung liền lôi thôi sửng sốt một chút, hai tay khoanh tại trước ngực mình: "Ồ, ngươi sai ở đâu?" Làm hèn vũ lúc này cũng không có nói mình sai là mắng hắn, chỉ mang một bộ dáng rất thành khẩn mà nói: "Ta sai vì không hiểu sự vất vả tầm sưng của lão sư, ngài là muốn cho ta một chút áp lực để cho ta hiện ra chính mình tốt hơn, nhưng ta lại hiểu lầm ý của ngài, lại không nhận định được vấn đề, không biết lão sư không phải chiến cơ yểm trợ mà là chiến cơ chuyển gì khích khiêu khích, đây là do ta chủ quan, do ta khinh thường mà không thể nào phát huy ra được trình độ tốt nhất của mình, phụ lòng kỳ vọng của ngài." "Lão sư, ta sai rồi, ta thật sự đã nhận thức được sai lầm của mình, xin ngài cho ta thêm một cơ hội, ta cam đoan rằng sẽ lĩnh hội ngài dạy bảo thật tốt, có một câu là biết chỗ sai có thể thay đổi thì là không gì tốt hơn, xin ngài lại cho ta một cơ hội nữa." Nói xong lời nói cuối cùng, ánh mắt của Lam Hiên Vũ dần dần ửng đỏ, nước mắt đã trực trờ trào ra. Khóe miệng gã trung niên lôi thổi khẽ co giật một thoáng, đột nhiên giơ tay lên trên mà giò một vỗ vào trong ót của Lam Hiên Vũ, đập hắn một cái lảo đảo. Đáng tức là học viện sửa lại khác không có thể biểu diễn, nếu không thì người nhất định sẽ có thể thi đấu. Nếu không phải ta biết người là đệ tử của Ngân Thiên Phàm thì có lẽ ta sẽ phải tin, người được mấy tuổi đó mà đã gian xảo như vậy. Ngân Thiên Phàm thật đúng là dạy được một gã đồ đệ tốt nhỉ. Ồ, Lam Hiên Vũ lúc này ngơ ngác mà nhìn hắn, tầng nước mắt lập tức liền biến mất, không để ý tới cái ót đau mà nói: Ngay biết Ngân lão sư." Gã trung liền kia lồi thôi hử một tiếng: "Lão chỉ là biết, tên mập mạp chết bầm không có tiền đồ đó, ngươi hỏi hắn xem, có dám vác mặt tới cho ta nhìn hay không, cũng may là tiểu tử ngươi còn có một chút lương tâm, biết lựa chọn hệ chỉ huy không gian làm chủ tu, xem ra việc này, miễn cưỡng cũng nhận được ngươi, cút ngay, sau khi sát hành tổng hợp kết thúc, chỉ cần ngươi không chết thì đến đây tìm ta báo danh." Nói xong thì hắn lập tức quay người bước đi. Làm hèn vũ lướt xuống một hớp nước miếng, không biết vì cái gì hắn cảm thấy rằng hình như mình bị Ngân lão sư lừa cho một vố rồi. Đi theo vị trung liền lôi thôi này học tập thật sự chính xác sao? Còn nữa, vừa rồi hắn nói vậy hình như là mình đã trúng tuyển, sau khi sát hạch tổng hợp chỉ cần không chết là có thể trở về báo danh. Sát hạch tổng hợp là cái gì? Không chết chẳng lẽ còn có nguy hiểm tới tính mạng, hay là hắn chỉ thuận miệng mà nói như vậy? Lam Hiên Vũ suy nghĩ thật lâu, nhưng rất nhanh, hắn liền quyết định không đoán nữa, nhanh chóng sử dụng hồn đạo thông tin mà gọi cho Quý Hồng Bân. Về đã rồi nói, nghe là Lam Hiên Vũ nói, Quý Hồng Bân lúc nãy chỉ nói ra một câu như vậy, không xe cũng không ai đưa đón, Lam Hiên Vũ chỉ có thể đi bộ trở về. Cứ việc ở trong học viện xử lý khác có cột mốc đường, cũng có thể thăm hỏi, nhưng hắn vẫn phải đi mất một giờ mới có thể đến được khách sạn xử lý khác. Khi mà Lam Hiên Vũ nhìn thấy Quý Hồng Bân, hắn phát hiện ra ánh mắt của Quý lão sư nhìn mình có chút quái lạ. "Quý lão sư, ngay làm sao vậy?" Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Quý Hồng Bân lúc này lắc đầu rồi nói: "Không có gì, người thi đậu vào học viện xử lý khác cũng không thành vấn đề." Lam Hiên Vũ nói: "Mập mạp cùng với Lưu Phong còn chưa có trở lại sao?" Quý Hồng Bân trả lời: "Còn chưa về, nội dung sát hạch cá nhân của mỗi người cũng không giống nhau, thời gian cũng khác."
Lam Viên vội nói, quý lão sư có phải ngài biết vị lão sư giám sát kia là ai không? Quý Hồng Bân nói, có chân suy đoán. Lam Viên Vũ tò mò nói, vậy ngài đoán đó là ai? Quý Hồng Bân nói, được rồi, dù sao thì về sau người cũng sẽ biết, ta cũng không phải đoán mò làm gì, về sau người cứ ở đây học tập cho thật tốt là được. Nhìn Lam Viên Vũ mà tâm tình của Quý Hồng Bân không khỏi siết chặt, khi hắn nghe Lam Viên Vũ miêu tả về vị lão sư giám sát kia.